Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Tin tức mới và chúc cho quý vị sẽ có những trải nghiệm thật tuyệt vời. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh ngay phía bên dưới để có thể cập nhật thông tin mỗi ngày các bạn nhé. Khi bây giờ xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với chương mục tin tức showbiz mới nhất trong ngày. Mẹ Khởi My gọi Kheo Viên Khánh là nàng tiên khi lần đầu chàng trẻ giả gái. Nam ca sĩ và nhiều đồng nghiệp khác như là Lê Dương Bảo Lâm, Đại Nhân, Dương Thanh Vàng đã cùng giả gái để tham gia vào live show Hoài Linh. Vào ngày 20 tháng 7 vừa qua, đêm diễn đặc biệt của nghệ sĩ Hoài Linh đã được diễn ra tại một sân khấu ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, cả dàn nghệ sĩ của lớp học vui nhộn như Thanh Duy, vợ chồng Khởi My, Đại Nhân đã cùng góp mặt tài chương trình này. Đặc biệt hơn, các ca sĩ nam đều có dịp hóa thân thành những mỹ nhân xinh đẹp, trang phục được chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Nhiều khán giả đã rất tò mò và mong chờ được xem khởi mì bánh bèo, kheo viên khánh và cái sẽ như thế nào. Tại đêm live show, mẹ ruột của dòng ca Vì Sao cũng có mặt ở hậu trường để ủng hộ các con. Mẹ Năm hào hứng khoe trên trang cá nhân, cả nhà ơi, cả nhà ơi, mình cũng có hai nàng tiên nè. Đây là lần đầu tiên mẹ vợ xem con trời biến hóa thành mỹ nhân và còn gọi Khơ Phiên Cánh là nàng tiên. Hiếm hoi lắm khán giả mới có dịp thấy nam ca sĩ trang điểm kỹ lưỡng, vẽ đôi mắt, gắn hoa hoành tráng trên tóc và đặc biệt hơn là diện chiếc đầm với nhiều chi tiết nữ tính. Cứu nhau được gần 2 năm, vợ chồng của Khở My là một trong những cặp đôi được khán giả yêu thích nhất nhì showbiz bởi là ở họ luôn toát lên được sự vui nhộn hay hước, luôn gắn bó bên nhau. Nhiều khán giả vẫn mong ngóng họ sớm báo tin vui con cái để có tổ ấm thêm trọn vẹn hơn. Đi trăng mật ở Maldives, Sang chảnh nhưng vợ chồng Khởi My lại quậy tưng bừng thế này đây. Quý vị tín giả thân mến mới đây trên trang Facebook và Instagram 11 triệu lượt bấm thích Khởi My khiến fan thích thú khi chia sẻ những bức hình trong chuyến trăng mật cùng ông xã Kevin Khánh. Dù chọn Maldives, địa điểm sang chảnh được mệnh danh nơi cách thiên đường một bước dân để nghỉ dưỡng, nhưng cả hai không hề tỏ ra màu mè, phô trương trong khoảng chụp ảnh trăng mật. Trong khi các cặp đôi thường diện đồ bơi nóng bỏng khi đi biển, thì cả hai chỉ lên đồ đơn giản và tận hưởng những khoảnh khắc lãng mạn, kiểu lầy nội, đúng với cá tính hài hước dí dỏm của mình. Chính vì vậy, bức hình càng nhận được nhiều phản ứng tích cực từ người hâm mộ. Ngày 23 tháng 11, hôn lễ khởi mi Kevin viên khánh được tổ chức tại Tư Gia và một địa điểm sang trọng ở quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Vốn tích giản dị, không ưa màu mè, trình trang, cô dâu chú rể giới hạn số lượng khách mời để đảm bảo sự riêng tư chọn đứt dâu bằng mô tô diện trang phục giản dị sau nghi lễ nhưng chính những điều đặc biệt này khiến đám cưới của khởi mi Kevin Khánh trở thành hôn lễ hot nhất nhì sau biết việc nửa cuối năm 2017. Nhìn lại hành trình 4 năm yêu nhau và cái kế kết đầy viên mãn của khởi My và Kevin Khánh, Quý vị thính giả thương mến, 4 năm yêu nhau là khoảng thời gian dài mà Khởi My và Khởi Viên Khánh gắn bó với nhau. 4 năm với đầy đủ cung bậc cảm xúc, cũng là 4 năm họ nắm tay nhau vượt qua muôn vàng sóng gió thử thách. Và giờ đây, Khởi My, Khởi Viên Khánh sẽ cùng nhau đi tới cuối con đường và thề nguyện bên nhau mãi mãi bằng một đám cưới trọng đại. Trước khi một trang mới của tình yêu được mở ra khi họ sẽ nên duyên thành vợ, thành chồng, hãy cùng nhìn lại chặng đường 4 năm yêu nhau của cặp đôi đáng yêu này để thêm cảm phục tình yêu giữa họ. Năm 2013, Khởi My trở lại cùng MV gửi cho anh. Trong MV, nữ ca sĩ đã có sự kết hợp ăn ý với bạn diễn, đồng thời là đàn em trong nghề. Khai viên Khánh, lúc đó, cư dân mạng dậy sống bởi sự dễ thương, tinh nghịch hết cỡ của cặp đôi chị em này nếu không nói chắc hẳn sẽ không ai biết. Kevin Khánh nhỏ hơn Khởi My tới tận 4 tuổi. Tuy nhiên trong MV ca nhạc này khoảng cách tuổi tác như bị xóa mời đi bởi sự thân thiết và diễn sâu của cả hai. Sau khi tham gia MV ca nhạc cùng nhau, Khởi My và Kevin Khánh tiếp tục sánh đôi bên nhau trong rất nhiều kem show truyền hình. Tính cách hòa đồng vui vẻ và nhắn của hai người như thứ nam châm hút người xem. Khán giả khó có thể rời mắt khỏi màn hình vì sự không ăn ý hơn của cả hai. Chính vì điều này, rất nhiều người tích cực xếp cặp đôi này với nhau. Dù năm lần bảy lượt cả hai bị fan đặt nghi vấn hẹn hò, nhưng tất cả bằng chứng được đưa ra để chứng minh tình cảm ngầm giữa hai người đều bị Khởi My và Kevin Khánh khéo léo phủ nhận. Khởi My còn chưa biết cô từng rất ghét và nghĩ Kevin Khánh không chuẩn men, vậy mà đúng như ông bà ta từng nói, oan gia ngõ hẹp, làm sao khi cô nàng buộc phải đóng cặp và kết hợp với người cô từng ghét cay ghét đắng nhiều lần thân thiết bên nhau ở ngoài đời nhưng cả hai chưa bao giờ chính thức thừa nhận đang hẹn hò mà chỉ cho rằng đó là tình chị em. Tuy vậy những người hâm mộ của cả hai không ngừng hy vọng sẽ có một ngày họ công khai tình cảm với nhau. Dù luôn một mực phủ nhận chuyện hẹn hò và nói chỉ xem nhau như chị em, tuy nhiên cặp đôi chị em này lại khiến fans bất ngờ khi đột ngột thông báo chuyện đính hôn vào tháng 4 và chính thức xác nhận hẹn hò chia sẻ về lý do giấu kín chuyện hẹn hò suốt thời gian dài rồi đột ngột tiến tới hôn nhân kha viên khánh cho biết tình cảm là chuyện riêng của mỗi người đó là lý do hai đứa quyết định giữ lại cho riêng mình thay vì chia sẻ trên mặt báo chưa kể giới showbiz rất khắc nghiệt tôi cũng không quen để mọi người bàn tán về chuyện tình cảm của mình dù rất nhiều người hâm mộ ngỡ ngàng trước thông tin này nhưng đa số đều ủng hộ hết mình trước quyết định của cặp đôi sau bao ngày chờ mong, ngày 23 tháng 11, cặp đôi vàng của showbiz chính thức về chung một nhà, kép lại khoảng thời gian 4 năm bí mật bên nhau. Đám cưới của cả hai hiện được mong chờ nhất vào thời điểm hiện tại. Dù nhiều nguồn tin cho biết cặp đôi Khởi My và Kevin Khánh sẽ đám cưới vào ngày 24 tháng 11, cả hai đã bí mật tổ chức ngày hạnh phúc khiến công chúng ngỡ ngàng. Lễ đính hôn của cặp đôi hài hước này cũng diễn ra một cách bí mật và không thông báo rộng rãi. Trước đó hình ảnh cặp đôi cùng nhau sang Hàn Quốc chụp ảnh cưới, đến khi những bức hình khởi mi trong bộ váy cưới trắng tinh khôi đều làm fan thêm phần háo hức. Một số tấm hình cưới được tung ra cho thấy sự lãng mạn, những cử chỉ, đôi mắt âu yếm dành cho nhau. Cả hai tuy chênh lệch tuổi tác nhưng khi đứng cùng nhau, đại đức xứng đôi vừa lứa, dường như thêm phần khẳng định rằng họ sinh ra để dành cho nhau. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video và nếu thấy video hay thì đừng quên like, share và nhấn vào nút đăng ký kênh ngay phía bên dưới để có thể đón xem được nhiều video hấp dẫn hơn mỗi ngày. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.